Hồi đi học cấp 2, cấp 3, thầy cô cũng làm siêu dễ luôn á. Dùng vở học sinh vầy hay là vở sinh viên B năm này đều được hết. Cấp 3 còn cho sử dụng sổ còng luôn. Bởi vậy, việc trang trí tiêu đề nhiều màu, xinh xắn không có là vấn đề lớn. Nhưng mà cũng phải thông cảm với nhiều bạn thầy cô khó hơn. Không cho dùng bút nhiều màu, cũng không cho dùng sổ còng, sổ lò xo. Vậy thì mình sẽ dùng chính cuốn vở học sinh này luôn. Nhớ là lựa cuốn nào dày dày một chút nha. Vở kích thước nhỏ nên chọn rustle nhỏ là hợp lý nhất. Mọi người lựa các màu như xanh dương, đỏ và đen nè, sẽ đúng với quy định hơn. Ngoài ra khi tụi mình viết tiêu đề với các màu này, bên dưới dùng bút bi xanh, đỏ, đen bình thường thì nhìn vẫn rất là hợp đúng không nè. Thay đổi một chút nhỏ nhỏ thôi để vỡ xinh hơn. Rất là mong thầy cô sẽ cho phép nha.